Giữa lòng thành phố Cần Thơ sôi động, có một người thanh niên đã âm thầm góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Anh là Lại Phước Trường Thành, một thủ lĩnh thanh niên đầy nhiệt huyết, đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhiều đóng góp ý nghĩa cho các hoạt động xã hội tại địa phương. Anh được biết đến không chỉ là một người lãnh đạo xuất sắc, mà còn là người luôn sát cánh cùng thanh niên ở địa phương trong các phong trào tình nguyện, thiện nguyện và phát triển cộng đồng. Đối với em thì là một người cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trưởng thành từ địa bàn dân cư, thì đối với tư tưởng lớn nhất của em mà trong cái hoạt động xã hội đó là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Năm 2013, anh Lại Phước Trường Thành cùng với những người bạn đồng hành đã bắt đầu một hành trình đầy ý nghĩa, thành lập lớp học tình thương khu vực 3 sông Hậu tại Cần Thơ. Ban đầu lớp học chỉ có hơn 20 em thiếu nhi, đa phần đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn mang đến tri thức, Trường Thành đã không ngừng nỗ lực để các em có cơ hội được học tập. Thực tế thì họ rất là khó khăn và mình cảm thấy là mình cần phải làm nhiều việc hơn nữa để mình hỗ trợ cho bà con. Từ những hoạt động nhỏ lẻ, Trường Thành đã phát triển và tổ chức các chương trình quy mô lớn hơn. Những chuyến đi đến các vùng nông thôn xa xôi không chỉ mang vật phẩm mà còn là tình thương, niềm hy vọng cho những gia đình khó khăn. Lồng ghép giữa các buổi sinh hoạt chính trị là những hoạt động hành quân về nguồn, an sinh xã hội và vui chơi mới mẻ. Nhờ tập hợp thanh niên hiệu quả, anh Thành đã triển khai được nhiều phần việc quy mô như 60 công trình thanh niên, 317 hoạt động bảo vệ môi trường, khám bệnh và phát thuốc cho hơn 1.800 người dân. Về phía cái phương diện của cơ quan thì anh em là rất là tôn trọng cũng như là quý mến đồng chí, thể hiện được cái trang trải cái lòng của mình là san sẻ đối với những cái hoàn cảnh mà thanh thiếu nhi trên địa bàn của phường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về cái mạnh thường quân thì cũng tin tưởng vào chỗ đồng chí Thành, mà anh em đồng chí đồng nghiệp cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn cũng đều yêu quý, là cũng là chỗ đồng chí Thành này là về cái công tác chăm lo an sinh xã hội. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tại địa phương, anh Lại Phước Trường Thành còn mở rộng lòng nhân ái vượt xa thành phố Cần Thơ. Vào tháng 9 năm 2024, khi bà con ở miền Bắc phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 3, anh Thành và các tình nguyện viên đã kêu gọi vận động thành công gần 200 tấn hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng để hỗ trợ bà con tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang. Qua quá trình làm việc cùng với đồng chí Thành thì tôi cảm thấy đồng chí Thành là một người năng nổ, nhiệt huyết. Bên cạnh đó thì đã truyền cho tôi nhiều động lực trong cuộc sống. Thì các hoạt động của đồng chí Thành chẳng những là có thể tăng sự đoàn kết giữa các bạn đoàn viên trong đoàn phường cũng như là chi đoàn. Thì bên cạnh đó thì còn các hoạt động còn hỗ trợ về an sinh xã hội, giúp đỡ cho những người dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng, thủ lĩnh thanh niên Lại Phước Trường Thành đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng, tôn vinh những cá nhân không chỉ có nhiều đóng góp cho xã hội mà còn lan tỏa sự sẻ chia và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh. Hành trình vì cộng đồng của anh Lại Phước Trường Thành vẫn sẽ tiếp tục như một ngọn đuốc sáng dẫn đường cho nhiều trái tim nhân ái khác. Với anh, sự sẻ chia và yêu thương chính là điều tốt đẹp nhất mà mỗi người có thể trao tặng cho cộng đồng.